Xin chào anh em, trên tay mình là Mobile M529 đang được bán tại điện thoại siêu rẻ.com với mức giá là 400.000 đồng. Đây mình thấy là một thiết bị rất phù hợp với những người lớn tuổi muốn mua một chiếc máy nghe gọi có bàn phím lớn và cái phông chữ lớn để có thể dễ nhìn. Thì chúng ta sẽ có hai tùy chọn về màu sắc, đó chính là màu đen và màu đỏ nha anh em. Đây là màu đỏ của máy nhìn rất đẹp. Máy thì có một màn hình lớn và có sử dụng bàn phím T9. Các cái phím số ở trên máy thì nhìn rất to, bấm dễ. Ngoài ra thì cái bàn phím này có đèn bàn phím nha, tức là có đèn nền. Khi mà mình bật trong bóng tối thì mình sẽ có thể mình nhìn số được. Máy thì sử dụng 2 SIM tiêu chuẩn và một khay cắm thẻ nhớ mở rộng, hỗ trợ tối đa là 16GB. Ngoài ra thì phía sau chúng ta sẽ có camera cũng như là loa ngoài. Viên pin của máy thì có dung lượng khá cao, 1800 mAh. Nếu sử dụng với mục đích nghe gọi thì nó có thể trụ được từ 7 ngày cho tới 10 ngày nha. Trong hộp máy chúng ta sẽ có thêm một cục sạc có nguồn ra là 5V và 500 mAh liền dây. Có đầu ra là micro USB, tức là để sạc đầy cho viên pin thì sẽ mất khoảng từ 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng. Ngoài ra thì máy có trang bị thêm tai nghe nữa, tuy nhiên tai nghe này khá lạ. Nó sẽ không dùng cổng 3.5 mà nó sẽ dùng cổng micro USB. Tai nghe này thì để dùng nghe nhạc cũng như là để mở radio FM. Máy này thì sẽ không có khả năng là nghe radio FM mà không cần tai nghe, như cái dòng Phonmi A5 mà mình có trên tay cái đây vài ngày. Đây là giao diện UI của máy, nó khá là thân thiện, các biểu tượng lớn và nó cũng ít ứng dụng, tức là nó đã gộp thành từng nhóm nhỏ rồi nha. Ra phương tiện này, chúng ta sẽ có rất nhiều nghe nhạc, xem phim, nghe radio FM, rồi bên ứng dụng, rồi tin nhắn của mobile. Tin nhắn mobile là gì? Là những cái ví dụ như là soi cầu lô là gì á, đọc báo tin tức ha. Đây là những cái bộ công cụ của máy. Ngoài ra thì máy có khả năng kết nối internet nha, nhưng tất nhiên nó sẽ dùng theo kiểu là EDGE và chạy trên nền tảng Java nên là nó cũng khá là chậm thôi. Đó là một tính năng phụ thêm vui vẻ thôi, nhưng mà theo mình thấy thì rất là ít người sử dụng những cái máy này để lên mạng. Bàn phím của máy thì có độ lẩy rất là tốt nha, và các phím khi mà mình bấm lên các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình là số nổi rất to, cực kỳ dễ nhìn luôn. Bàn phím có độ lẩy cực kỳ tốt. Và để mở đèn pin thì chúng ta sẽ giữ phím 0 nha, tắt đi thì cũng sẽ giữ chặt phím 0. Còn phím thăng ở bên cạnh thì là có mục đích là để tắt bật chuông của máy ha. Đó, đèn pin của máy thì nó sáng độ trung bình thôi, không bằng con Phonmi A5 không đó. Đây, giữ phím thăng thì là nó sẽ bật rung hoặc là tắt chuông hoặc là mở chuông. Ngoại hình của máy thì nó không có các cái nút bấm phụ ở ngoài nha. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái cổng sạc micro USB. Phía sau thì là camera và loa ngoài. Trên đỉnh máy là đèn pin và một cái khuy nhỏ để mà có thể treo một cái móc, một cái dây vào để đeo vào tay hoặc để cầm cho nó dễ. Người già thì thường thích những cái máy điện thoại mà có treo được cái dây này, để khi mà họ rút ra rút vào họ có thể kẹp vào túi áo, túi quần, nó dễ dàng hơn. Đây là hai màu sắc của máy. Màu đỏ mình thấy rất là ưng, nhìn đẹp. Đỏ là đỏ bóng nha. Còn đen là đen mờ. Và đây là phụ kiện của máy, thì chúng ta sẽ có là tai nghe, sạc, pin và máy và hộp và một số sách hướng dẫn sử dụng. Vậy thì với mức giá này anh em nghĩ sao về sản phẩm này thì vui lòng để lại comment ở phía dưới. Nếu thấy video hay thì nhớ đừng quên like, share và subscribe kênh giúp mình nha. Và mình sẽ vận thêm nhiều sản phẩm để review cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.